Ảo thuật gia đại tài. Phá vỡ quy tắc. Mẹ ơi, con vào racket đi xem phim được không? Nghe có vẻ vui đấy, phim gì vậy con? Đó là bộ phim hài vui nhộn về sinh vật lạ bé nhỏ vui vẻ thích ăn. Đúng rồi, nếu mẹ nghĩ về nó thì đó là một bộ phim rất bổ ích. Jay, con biết quy tắc mà. Mẹ thực sự không thích con xem mấy bộ phim kỳ lạ đâu. Chúng chỉ khiến con mất ngủ thôi. Không đâu mẹ, con xin mẹ mà. Một lần này thôi. Vâng, bọn con hứa sẽ không hét lên đâu. Chẳng hạn như thế. Xin lỗi hai đứa, nhưng quy tắc là quy tắc. Mấy quy tắc chán òm. Này, cậu có thể làm gì về mấy quy tắc này không? Tớ ư? Tuyệt đối không. Nhưng tớ biết ai có thể làm đấy. Arnold ư? Tớ không có ý gì đâu. Nhưng phép thuật của ông ấy thường có hại hơn là có lợi đấy. Ta nghe thế rồi đấy. Giờ ta không còn dùng phép thuật nữa rồi. Ta đang ở trường dạy cắt tóc. Có ai cần cắt tóc không? Ôi trời, ta không biết làm gì cả. Thôi nào ông Arnold, ông là chiếc đồng hồ báo thức tuyệt vời nhất mà cháu từng gặp. Tất cả những gì ông cần là luyện tập một chút. Cháu nghĩ vậy sao? Có một cách để biết đấy ạ. Bọn con có thể đi xem một bộ phim rất kỳ lạ được không ạ? Jay, mẹ đã bảo con là lộn ngược nào. Bể bơi. Arnold nói không có quy tắc. Tất nhiên các con có thể đi. Tuyệt vời. Ông giỏi quá. Ông thấy không? Ta đoán vậy. Chúng ta nên đi thôi. Phép thuật của ta chỉ có tác dụng trong một ngày. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà ông. Đừng vội thế chứ, nhóc, thỏ vào đồng hồ. Vé xe buýt đâu nhỉ? Chúng cháu quên không mang tiền rồi. Không có tiền thì không đi xe. Đó là quy tắc. Như phép màu từ chiếc kẹo bông. Arnold nói, không có quy tắc. Mau tìm chỗ đi mọi người. Vé xe buýt miễn phí nhé. Ông giỏi quá Arnold. Cũng không tệ phải không? Điểm dừng chân tiếp theo, bãi biển. Khoan đã, chiếc xe buýt phải đi trung tâm thành phố chứ ạ? Hôm nay là ngày đẹp trời nên chú sẽ ra biển. Nhưng quy tắc dành cho người ngốc thôi. Vui đấy. Cháu muốn ta giải quyết quy tắc nào nữa? Để chúng cháu tự lo liệu từ đây ông Arnold. Mau lên, qua công viên đi. Các cháu không biết đọc hay sao? Không dẫm lên cỏ. Giống như một chú gà trống dạy ở trường học. Arnold nói không có quy tắc. Ông Arnold ơi, ta đi thôi. Chú ơi, đừng dẫm lên cỏ chứ. Chú không biết quy tắc ở đây hay sao? À phải rồi, nhìn kìa. Ông Arnold, mau lên, chúng ta phải đi thôi. Chào đôi bạn trẻ, có muốn ta giải quyết quy tắc nào không? Cao hơn, là nó bay cao hơn đi. Đừng đổ lỗi cho tớ, mãi đổ lỗi cho quy tắc lực hấp dẫn. Quy tắc lực hấp dẫn khiến chúng rơi xuống sao? Vậy thì xem nhé, giống như món cháo xếp hạng 5 sao. Arnold nói, không có quy tắc. Nó bay xa quá. Chờ chút nhé. Hình như tớ đang cao lên. Tớ mong được xem bộ phim quá. Chúng ta sẽ hết hồn hết vía cho mà xem. Tớ hết hồn hết vía sẵn rồi đây này. Oh man!
Ôi trời, không hay rồi. Agnon đã dùng phép thuật lung tung rồi. Được rồi, được rồi. Tôi có ý này. Gì? Chúng ta cần... cần... làm một cái gì đó. Một cái gì đó. Tớ làm được. Đừng sợ, Jay. Break it. Hãy xuống ra chiếu phim. Đã đến lúc đóng phim cowboy rồi. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã cứu tất cả mọi người khỏi bị trôi. Mấy giờ bộ phim bắt đầu? Cậu biết không, tớ cứ có cảm giác chúng ta còn thiếu ai đó. Jay! Rakit! Không, Jay và Rakit ngay đây. Ông Agnon! Jay! Rakit! Cứu ta! Chụp lấy ông ấy đi, Jay! Không thể với tới. Ông ấy ở xa quá. Rakit, không hay rồi. Tớ sẽ đuổi theo. Jay, không phải bây giờ Rakit, tớ đang cởi cái móc. Chỉ là có thứ này cậu nên xem. Chờ tớ đã, ở đây còn có việc quan trọng hơn. Chờ nhé ông ăn non, chờ đến đây. Rakit, sao cậu không bảo chúng ta đang trôi? Đây rồi. Đi nào. Được rồi, cậu sẵn sàng hít thở mạnh chưa? Rồi, nhưng để tớ hít thở một lúc đã. Đây là lỗi của các cháu đấy. Ta đã bảo là ta không dùng phép thuật nữa rồi. Ta vừa mới giải nghệ thì các cháu lại lôi ta vào. Ông Agnon, chúng ta sẽ đổ lỗi cho nhau sau nhé. Tớ thích trò này. Ngay bây giờ, ông phải hóa giải phép thuật ngay. Ta đã bảo rồi, phép thuật của ta chỉ tác dụng trong một ngày thôi. Chỉ một ngày. Vâng, cháu biết. Chúng ta đừng nửa ngày rồi. Giờ chúng ta cần ngày mai. Ông hãy đến ngày mai đi. Mau lên. Mau lên. Máu lên ông. Tớ đã thử mọi cách rồi. Tớ thì chưa. Các cháu làm gì vậy? Bỏ tay ra. Ta nhột quá. Cháu hiểu rồi. Ông chuyển sang ngày mai đi. Boom, đúng rồi đó. Mong là các bạn lưu ý điều này. Vì đây là cách cứu thế giới. Jay, kéo căng tớ ra. Seeker, kéo căng tớ rồi buộc chân tớ vào cái góc của mái nhà. Cậu chắc là cậu không đau chứ? Thật ra nó làm lưng tớ đau. Nhưng khẩn trương lên. Chúng ta chỉ có khoảng 3 giây trước khi bị tan thành từng mảnh.
Tuyệt vời, con đây rồi Jay. Con có điều gì muốn nói với mẹ về chuyện đã xảy ra không? Con ư? Con nghĩ mẹ cần nói chuyện với Arnold. Phải đó, chắc chắn là nói chuyện với Arnold. Nhưng ta chỉ là chiếc đồng hồ báo thức thôi. Jay, nói thật với mẹ đi. Con xin lỗi mẹ, con đã không tuân thủ quy tắc. Chắc con sẽ bị cấm túc ạ. May là tất cả chúng ta đều bị cấm túc. Giờ các con về nhà mau. Xin lỗi ông Arnold, chúng cháu không bao giờ đi nép ông thôi giải nghệ. Không, tại ta muốn thôi, lỗi là tại ta. Nào, hỡi đội racket, phải nói là chúng ta đã bỏ lại phía sau một ngày tồi tệ rồi. Mau lên, về nhà thôi. Cậu biết không, tớ vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sáng mà tớ nhớ ra. Ai cần đi xe nào?